tất cả mọi người đã đến với buổi talk show của đội Con Tim dự án Thủ Thiêm Zyliver ha. Như mọi người cũng vừa xem qua cái clip về sang 2 thì khi nãy giờ không phải là vào đây là mình mở clip này để mọi người gọi là chắc là hướng mọi người đi du lịch trong thời gian này, mà mình cũng hướng mọi người đi du lịch, nhưng mà du lịch không có xa mà du lịch tại Sài Gòn thôi. Thì mình cứ tưởng tượng Thủ Thiêm cũng là San Hai, cũng là phố đông của Sài Gòn. Thì nói sơ về San Hai là một thành phố, là một phố đông của Thượng Hải ha, nằm bao quanh bởi một dòng sông Hoàng Phố rất là thơ mộng luôn, rất là đẹp. Nói đến như vậy thì mọi người thấy trong clip thì cũng biết là Thủ Thiêm bên mình thì nó cũng có vài cái nét tương đồng với San Hai. Thì ba thập kỷ trước thì phố đông Thượng Hải này nó rất là hoang sơ hơn cả là Thủ Thiêm trong 4-5 năm gần đây, rất là hoang sơ. Nhưng mà sau khi có một cái sự thay đổi là chuyển biến và trở thành phố đông này trở thành một nơi sầm uất và góp phần đẩy mạnh kinh tế phát triển cho Thượng Hải của Trung Quốc. Và như mọi người đang nhìn thấy thì tại phố đông này thì rất là nhiều cái tòa nhà này, nhiều cái công trình mang tính biểu tượng, rồi những cái tháp truyền hình. Và điều đặc biệt ở đây là trong cái phố đông của Thượng Hải này á, thì về quy hoạch đường xá cực kỳ bài bản luôn, những công trình thiết kế rất là đẹp. Và ở tại phố đông Thượng Hải này á, là có rất là nhiều, gọi là áp dụng rất là nhiều công nghệ vào trong khu đô thị. Mọi người cứ tưởng tượng khi mà mình lạc vào khu phố này nè, thì họ check in bằng võng mạc nè, rồi có thể là thanh toán bằng Face ID, rồi mình có thể là rất là nhiều áp dụng rất những công nghệ gọi là 4.0 và hiện tại có thể là 5.0 vào khu đô thị luôn. Thì rất là nhiều cái nét tương đồng về điều kiện kinh tế nè, về vị trí địa lý thì Thủ Thiêm bên mình nó cũng có một cái nét tương đồng rất là giống với lại San Hai này. Thì mọi người có suy nghĩ như thế nào khi mà Thủ Thiêm trong thời gian tới sẽ giống như phố đông? Ví dụ 20-30 năm tới, bây giờ là nó chỉ giống như bây giờ của San Hai thôi, không cần hơn. Mình có thể là tụt hậu sau đó với nó là khoảng 20 năm. Thì rất là nhiều cái nhà đầu tư bất động sản, những ông trùm bất động sản và những cái chủ đầu tư lớn đã có mặt tại Thủ Thiêm rồi. Thì mình có quyền mơ ước và kỳ vọng không? Mình muốn Thủ Thiêm, mình đứng bên bờ vùng một, mình nhìn qua Thủ Thiêm, mình cảm giác như Thủ Thiêm như là một cái phố đông của Sài Gòn, giống như San Hai họ gọi là phố Tây, bởi vì chắc là du lịch nhiều người Tây tới để du lịch nên họ gọi là phố Tây chẳng hạn. Thì hôm nay thì đội Con Tim bên mình đó cũng muốn mang tới cho tất cả các anh chị ở đây một vài cái nét về những cái cơ sở hạ tầng, những cái dự án và cái sự hình thành của khu đô thị Thủ Thiêm sau 10 năm hình thành và phát triển, thì nó sẽ hình thành và phát triển những cái cơ sở hạ mục nào và tương lai nó sẽ định hướng và phát triển như thế nào. Thì đội Con Tim bên mình hôm nay còn có Mai Phương. Mai Phương cũng tham gia DIY Việt Nam cũng khá lâu rồi, hơn 2 năm không Mai Phương. Có rất là nhiều kinh nghiệm nhất định. Thì chút xíu Mai Phương sẽ giới thiệu với mọi người và chi tiết rõ hơn về mình. Và thành viên thứ hai là Hana Tom, là một chuyên viên cũng là chuyên dòng bất động sản thứ cấp gọi là hạng sang tại Thủ Thiêm. Và một số anh chị khách mời trong đó có chị Yến Trần, thì chị cũng là một cái chuyên viên cũng là gia nhập vào ERA trong thời gian gần đây và cũng chuyên bán thị trường của thứ cấp tại Thủ Thiêm. Rồi những cái mục bên mình điểm qua để tất cả các anh chị ở đây nắm sơ qua. Thứ nhất là mình nói sơ qua về toàn cảnh về Thủ Thiêm, nói về cái sự hình thành của Thủ Thiêm 10 năm tới bây giờ. Và cái mục thứ hai đó là lý do bất động sản Thủ Thiêm luôn hot ngay cả bây giờ luôn, mặc dù thị trường bây giờ mọi người đang biết rồi đó, nó đang trầm lắng. Lý do rất là nhiều, lý do về gọi là ngân hàng siết tín dụng, rồi rất là nhiều lý do, nhưng mà riêng thị trường Thủ Thiêm thì đang gọi là cực kỳ sôi động và gọi là được nhiều khách hàng gọi là lựa chọn, ngay cả những gọi là chuyển nhượng và cho thuê. Và
và ngay cả những có một vài dự án gọi là đang chào bán sơ cấp mới trong thời điểm này mà những cái khu vực khác không có. Và cái thứ ba đó là bên đội bên mình sẽ so sánh thị trường bất động sản thứ cấp về chuyển nhượng và cho thuê tất cả những dự án tại Thủ Thiêm, và đồng thời là điểm qua khu đô thị Thủ Thiêm có những cái sản phẩm nào, có những cái sản phẩm nào, ví dụ ngoài thị trường sơ cấp thì mình có thể đẩy qua thị trường thứ cấp để mình có thể là làm mạnh thị trường Thủ Thiêm trong thời điểm này. Và cái thứ tư đó là tại sao Thủ Thiêm Sea River mà không chọn những dự án khác, tại sao mình hướng khách là booking và chốt cọc ngay Thủ Thiêm Sea River mà không chọn những dự án khác, là nó có những cái khay chốt khách hàng ha. Rồi và phần thứ năm đó là gặp gỡ những các agent, những người là chuyên bán bất động sản Thủ Thiêm ha. Rồi sau đây là phần tổng quan quy hoạch Thủ Thiêm. Sau 10 năm hình thành và phát triển, Mai Phương sẽ là cùng chia sẻ cho mọi người những cái thông tin gọi là cập nhật 10 năm và gần đây nhất những cái dự án của Thủ Thiêm. Cảm ơn Mai Phương. Mai Phương chia sẻ nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Phương ha. Thì hiện nay Mai Phương đang là một agent của Team Galaxy. Thì Mai Phương cũng đã hoạt động tại EDA được hơn 2 năm rồi. Thì hiện nay thì Mai Phương cũng đã và đang đánh những cái dự án từ phân khúc top tầng cũng như là căn hộ cao cấp từ trước tới giờ. Về kinh nghiệm bất động sản thì Phương cũng đã hoạt động hơn 7 năm tại thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và những cái khu vực lân cận ha. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ thay mặt cho con team của Thủ Thiêm Sea River sẽ chia sẻ cho anh chị hồi nay về tổng quan cũng như là cái vấn đề quy hoạch của Thủ Thiêm. Thì trong những cái buổi chia sẻ trước thì các anh chị khác cũng đã chia sẻ khá chi tiết rồi, thì Phương cũng sẽ điểm sơ lại để cho mọi người cùng ôn bài lại chút xíu ha. Rồi đầu tiên là về quy hoạch của hạ tầng giao thông của Thủ Thiêm. Thì nếu mà như anh chị đã biết thì hiện nay Thủ Thiêm có những cái trục đường chính. Hiện nay thì sau 12 năm hình thành, sau lần phê duyệt bản đồ cuối cùng vào năm 2012 thì tới thời điểm hiện tại là 10 năm thì Thủ Thiêm nó đã hình thành và phát triển như thế nào. Thì đầu tiên Phương muốn nói trong slide này đó là về hạ tầng, cơ sở hạ tầng của Thủ Thiêm. Thì những hiện tại đã hình thành những cái tuyến đường trục đường chính, những trục đường xuyên tâm dự án mình. Đầu tiên đó là tuyến đường đại lộ Bắc Nam, đại lộ Đông Tây Mai Chí Thọ. Đại lộ Đông Tây Mai Chí Thọ bắt đầu từ hầm Thủ Thiêm từ quận 1 qua đến thành phố Thủ Đức ha. Thứ hai nữa là tuyến đường Bắc Nam, trục Bắc Nam bắt đầu từ quận Bình Thạnh cầu Thủ Thiêm 1, là nối từ cầu Bình Thạnh qua cầu Thủ Thiêm 1 qua xuyên tâm Bắc Nam của Thủ Thiêm và kéo dài đến điểm cuối cùng là cầu Thủ Thiêm 4, trong tương lai sẽ là cầu Thủ Thiêm 4 ha.